Tết đến mông rồi mà các chú không review loa mới cho khán giả nghe hát, sau này cứ ngồi hết ở đây này, thế cho hỏi đại thánh nhỉ. Dạ, nói chung là em cũng có review, nhưng mà giờ nói chung sáng giờ quay quá trời, em cũng mệt quá, em nghỉ ngơi xíu sếp. Đó, sáng giờ test loa quá rồi. Thế đại ca này sao vậy? Em thực tế thôi, ế ẩm quá, không may mua hết trơn, em hết review nổi rồi. Thế đại ca này sao này, hay là view không lên à? Không phải nè, hàng thì hàng thật, nhưng mà cứ kêu em nổ, em buồn, em ngồi đây, ba anh em với nhau. Toàn ngồi tụm năm tụm ba, thiếu đúng con gà mê chai rượu. Bèo không thì có bộ bài chơi Tết đây hợp lý, mà anh em này là kiểm điểm nghiêm túc. Đấy, Tết đến mà anh em mình cứ ngồi tụm năm tụm ba, khoảng 10 người đổ lại. Đấy, thì tiện đây cho em, xin phép em quảng cáo tí. Đây có con loa này. Con loa này, một thằng ngồi ở giữa, hai thằng bên cạnh nghe thấy hết. Hai thằng đằng trước nghe thấy này, thằng bên cạnh thì cũng nghe thấy này, vì nó có tiếng chép ở đây này. Đấy, và cái thằng bên cạnh thì cũng nghe thấy nốt này, đúng là tam hợp. Con loa này bây giờ hôm nay em đặt tên mới cho nó nhá. Trên thị trường mà ai mà thấy nó thì chết dở. Gọi là con loa tam hợp. Tam hợp là gì ạ? Một ông ngồi bên này, ông bên này, ông ngồi giữa nghe thấy hết. Con này là DK09 bắt đầu. Bây giờ em sẽ thử cho ba đại ca hát bài tam ca, ba thằng đàn ông, cho các bác nghe thử xem chất lượng âm thanh nào nhá. Ok. Oh,